Thu Quyên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hôm nay thì Thu Quyên quay lại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để thăm lại hoàn cảnh của cô Hoàng. Thì cái thang máy ở cái bệnh viện này công nhận đông nghe cô Hoa. Con lên tới đây mà mình chờ thang máy rất là nhiều, với lại ngày cuối tuần nữa. Mình cũng cố gắng là vào ngày cuối tuần này để À, tụi cho nó bay dễ vào hơn. à, tụi bay mà đâu có thẻ sao lên được vậy? Dạ. Để con luồn lách đi lên cô. À. Dạ, đi mà lúc đầu con đi sai phòng, bởi vì lần trước chú dẫn tới thì là chú dẫn cái phòng khác, sau này thì con không tìm thấy nên con mới hỏi người xung quanh là hoàn cảnh của cái cô mà bị ca ngực cái này, thì người ta họ chỉ tới phòng này là gặp cô chú luôn. Ban đầu khi mà Thu Uyên vào á là đúng cái lúc mà cô chú đã ăn cơm từ thiện thì mới ăn đây á cô chú anh chị. Hôm nay thấy cô Hoàng có vẻ là đỡ hơn so với lần trước con tới không? Đó thì có đỡ mà không có đau nhức gì đó. Đau nhức là mệt. Đau nhức thì thôi. Nó mệt. Khỏe thì nó khỏe hơn là bị gì cho cô cho con cho hình như là hôm nay con thấy cái tay cô không có thâm hơn là sao đây? Nó bị là sao đây cô? Là nãy con có thấy cái vết này là cô lấy máu. Lấy máu bốn lần. Lấy máu bốn lần. Ủa, nhưng mà sao mà hôm nay cô lại qua phòng này? Người ta chuyển mình đi đâu chuyển đi đâu thì mình đi đó, thì ở trển thì bác sĩ lấy cái phòng đó đặng cho bác sĩ ở. mẹ này ăn uống được không cô? Ăn thì cũng được mà mình ăn ít lắm, tức là hai tiếng không không có đâu có dám ăn nhiều. Sao ạ? Mình bệ mình ăn nhiều quá nó khỏe chứ. Ăn nhiều quá tiểu đường nó lên mệt. Mấy hôm nay ăn uống là cô tự xin trên từ thiện, mình xin trên từ thiện hay là mình chủ quan lên Tự thiện không, từ thiện tự không? hôm bữa cô lên tới giờ ăn giấc sáng cho cháu, chiều giấc trưa này cho cô từ thiện Như vậy không đủ chắc sao cô? Cô đi chữa bệnh mà cô ăn ăn những cái bữa cơm từ thiện nhiều khi nó đâu có đủ chất bằng cơm mình nhà mình nấu đủ chất đủ kiểu đâu. có tiền thì mua đồ nấu cơm ăn, còn không có thì từ thiện ăn đem cho không dùng mà mình đâu có thời gian. với từ thiện nó đem lên nó cho bánh mì lần cả trăm ổ 200 ổ rồi trái cây rồi cho đủ thứ hết trơn. Rồi mấy bữa nay mấy người con của cô thì có ghé qua thăm cô không ạ? Có hôm qua rể nó có lên lấy giấy xác nhận coi em, rồi bữa nay thứ rồi mai thứ hai coi hỏi bác sĩ, cô hỏi bác sĩ rồi điện cho nó hay đặng nó lên coi sao Rồi kết quả sao rồi cô? kết quả thì chưa có gì cho nó để coi sao lấy máu bốn lần rồi á. Lấy 4 lần rồi, rồi có điều trị cái phần ngực của cô chưa? Chưa Sao là chưa? chưa có tiền đóng rồi chưa chị Họ nói vậy hay sao cô? chưa thì mình cũng biết đó. Vô bệnh viện có tiền đóng trước rồi mới như chị được. Hồi lúc con cô bị thương tai nạn đóng bốn khi nó kêu đóng tiền 4 triệu, đóng tiền 4 triệu rồi nó để tới sáng nhỏ chết luôn. Là trước đây con của cô cũng có lần đi vào viện nhưng mà không có đóng đóng tiền muộn nên là nó đi nên họ Nó đi. đi Rồi thì bây giờ mình vào trong viện này rồi cô đã làm những kiểm tra gì rồi? thì nó cảm kiểm tra vết thương nữa, với mà nó cho uống thuốc tiểu đường nó hàng ngày, sáng chích mũi chiều chích mũi. Người ta họ cũng đã kiểm tra rồi nhưng mà bây giờ là tới cái bước hóa trị thôi đúng không ạ? Mà chưa có tiền đóng Người ta có nói là chi phí mỗi lần như vậy bao nhiêu không? 16 triệu, trừ ra 6 triệu tiền bảo hiểm đó, rồi tiền này tiền kia, nói tiền này tiền kia, rồi tiền phòng rồi tiền rửa vết thương rồi nó mới đủ hết trơn. Nó tính riêng ở ngoài á. Rồi con hiểu rồi. Bây giờ có 16 triệu, 16 triệu thì trừ 6 triệu mình phải đóng 10 triệu, mà trong 6 to đó, 6 to mà tính là luôn cả tiền này kia đó, mất đi tầm mất phải từ giá 70 triệu. Bây giờ khả năng thì hoàn cảnh này, thế này thì khả năng cũng không có dối được. Cho nên bây giờ phải nằm đây cầm cự, Con cái mình có vào hỗ trợ thêm không chú? không có khả năng,
vì con cái nó cũng đi bằng công nhân kiếm từ đồng từ cắt mà làm sao mà nó có bạc mà chục mà để mà phụ giúp. Bên cô chú có đông anh chị em không Có cũng như không, ạ? bởi vì là tụi nó cũng Đỡ không? nghèo, Ông ai giúp đỡ cho nó cô? ở xa, mình ở dưới Ở xa quê, dưới quê chỉ nó điện hỏi thăm gì chứ. Điện hỏi thăm rồi thôi chứ nó đâu có tiền mà nó lên đây. Còn bốn chị em. bên bà còn được bốn. Nếu mà không có được chữa liền á, bây giờ không có kinh phí chữa thì sẽ ra sao ạ? Cũng nằm đây chịu uống thuốc hàng ngày, sáng 2 viên chiều 2 viên vậy thôi. Cô không có sợ là mình không chữa là nó đi hả cô? Sợ chứ, cô sợ chết dữ lắm. Nghe nói tiền nhiều quá cô đâu có tiền đi đâu. Nghe nói xạ chị nó một lần mấy chục triệu rồi làm gì có tiền đi. Nó nghèo rồi mần lấy rách ăn thôi. Uống thuốc nam cầm cự. Tụi bay tính đi, cô uống thuốc nam 4 năm nay rồi đó. Ai chỉ gì uống đấy. Đó rồi cô uống vậy đó chịu đựng qua qua ngày đoạn tháng thôi chứ biết sao giờ. Cho con xem là cái vết thương của cô hôm đấy là sao nha. Sao nó băng chặt nít cho cô đau. Băng băng chỗ đó khó mở lắm, Nó đi mất luôn một phần mặt rồi. bên đâu có đâu. Bởi vì bác sĩ nói là cô lép hết bệnh một bên rồi. Xét nghiệm thì người ta họ có nói là di căn gì chưa không? Di căn hả? Di căn gì thôi chứ chưa biết nhưng mà nó nói là giờ khi xạ trị đây là cái kết quả thì chưa có, kết quả chưa có mà giờ bác sĩ mới kêu xạ trị là đóng tiền xạ trị Xạ trị là họ xạ cái phần ngực này luôn hả chú? thì chứ thì nó xạ cái phần ngực đó mà trị cái vết thương đó, trị cái mục đó cho nó tan. Bây giờ con đang thấy là cái phần ngực của cô á, là nó lỡ loét hết trơn rồi mà nó mủ không à, sao mà bắn xạ mà được ta? Cái đó không phải mủ. Cái đó là cái gì cô? Nó đắp thuốc rồi. Cô đắp hay là bác sĩ đắp? Bác sĩ đắp Rắc thuốc vô rồi nó mới băng. Không phải gắp thuốc. Cái này nè. Đây cô để con mở cho. Đây nè. Cái này nè. Băng mà Đó. trúng. Nó băng vô, nó để này vô. Cô được rồi, rồi cô cứ để đây, không biết mấy cái này. Còn cái tay này bị sao đây, nãy giờ con thấy nó sưng vù vù nè. Thì cái thần kinh nè, cái ruột này nó nhảy, thần kinh này nó mới sưng Cô sưng lâu chưa? lâu rồi, bữa tụi bay lên rồi không nữa, Hôm con lên là nó đã sưng rồi hả? sưng Ít nay mới thấy rõ này mệt. cô. Đau không cô? À Ung nó to. nó chậm Cô để hai cái tay đây nè. Để con dơ cho cô chú anh chị thấy này. Cô chú anh chị của mình không biết trên clip thấy rõ không nữa. Đây là một cái tay của cô là như là sưng gấp đôi luôn rồi. Nó gấp đôi mà khi mình sờ vào á, nó rất là căng. Nó căng giống như là mình cột một cái túi bóng mình bóp á, chứa nước á, mình bóp sao là nó giống vậy á. Chậm chết chậm chết chậm. Cô có hỏi bác sĩ là bị sao đây không? Bác sĩ nói vô thuốc mấy cái của cô đưa cái mấy giấy vô thuốc là mấy sẹt thôi, bị cái gì nó chèn ép cái thần kinh. Là không, là cái này là nó không bị sao đâu, nói chung là vào thuốc là nó hết. Nước Này là như là nước lên chứ cái gì đâu. nước Y như là quả bong bóng luôn, nó nước trong này không nước luôn. không Trước khi mà con có nói với điều này với cô là chúng chú nguồn gần đây luôn đúng không? Chú Nam ngồi đây thì con thông báo với gia đình mình. Thì khi mà con có tới thăm gia đình và chia sẻ hoàn cảnh của gia đình mình đến cộng đồng mạng thì cũng có những cái mạnh thường quân trên kênh YouTube và các khán giả người ta cũng hỏi thăm và có gửi cho chú một cái khoản tiền. Hôm nay thì con tới đây con tham gia đình con gửi cho chú và cô luôn để sắp tới mình đóng viện phí mình còn còn khoản nữa. Đây thu Uyên có 4 triệu đồng của một người ở Alaska Mỹ cho cô chú, là cái này chắc con đưa cho cô đi cô ha. Con phải gửi cô 4 triệu. Con gửi cô 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu. Con gửi cô ạ. Cô cảm ơn con. Mình mừng rồi con. Mình có tiền Cái chạy mừng. này là cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, được nhiều sức khỏe mà để là giúp đỡ cho những người khó khăn như gia đình chúng tôi. Tôi rất cảm ơn. Thì hôm nay cuối tuần ghé qua thăm cô chú, mong là ví dụ dịp sau con tới thăm cô thì sức khỏe mình đỡ hơn cô ha. Nếu cô không mạnh giỏi rồi cô đi cũng được.
Bữa giờ người ta có nói thì đóng thêm viện phí nữa không? Đóng không đó, có chị đóng không? đó, đóng Có ba chị lần không? đó. Không ờ, đóng không quá chị đó. Đóng tiền gì đó, còn bây giờ tiền quá chị thì nó kêu bây giờ cứ đóng đặng là quá chị chứ mà chưa có khả năng, chưa có đóng. Thôi, bây giờ thì chắc còn ít phút cuối thì cô Hoàng, con để cho cô Hoàng, Hoàng ở đây, cô Hoàng nghỉ ngơi xí nha. Con với lại chú Nam đi xuống dưới một xí nha chú. Sợ chị mà Thu Nguyên nhờ chú Nam ra đây là bởi vì là ở trong phòng nó nói chuyện những cái chuyện như thế này nó không hợp lắm. Và cái thứ hai nữa có là theo như lời cô chia sẻ thì sắp tới đây là còn những cái khoản tiền hóa trị, xạ trị, con nghe mười mấy triệu luôn á. Mà bây giờ kinh tế là chú Nam cũng là thu nhập đúng rồi. Thì mấy bữa đây công việc cũng có được không? Dở công việc bây giờ nó không có điều mà nó là như từng vừa rồi này đó, làm đó là với được chữ cái có bữa không xin từng ngày đó là 6 ngày mà nữa là dồn lại không được 4 ngày không có cây giờ cây cối nó ít một tháng mà nếu mà chú làm đầy đủ thì được bao nhiêu? Nếu tùy theo tháng có tháng thì thu hoạch cũng được khoảng 6-7 triệu là nhiều, còn có tháng thì như thế như từng này mận chỗ này là mận tháng thì thu hoạch giỏi lắm 4 triệu bạc. Mình nghĩ thì nếu mà cái chi phí tạm tiện hóa thì cho cô sắp tới đây thì cũng sẽ lo liệu như thế nào? Cái này thì cũng chưa có dự định được bởi vì chú khả năng là không có rồi, giờ mình già yếu rồi cơ sở làm không có làm cái gì mà để ra tiền, chỉ có làm có bao nhiêu việc đó thôi, thì có chỉ đi làm nên là cưa cây đó là kiếm được là chút đỉnh gì đó là để là vợ chồng người nuôi sống hàng ngày với tiền phòng trọ, để còn bây giờ nói vấn đề tới cái người tiền mà xạ trị quá trị này thì số tiền lớn thì cũng không lo nổi. Cái thì mình chuyện có cái gì giá trị không? không có gì, chỉ có 2 cái mạng già, chỉ có 2 mạng già thôi chứ không có gì để giá trị. Mình có lo nếu mà lần này cô không chữa bệnh thì có thể sẽ thì chắc chú thì cũng đã lo hàng đêm rồi mà đã biết là như này, nếu mà không có khả năng thì chắc cô qua không khỏi, nếu mà cổ cơm mà cô qua không khỏi thì chú chắc cũng không không mà ngăn nổi, vợ chồng chỉ còn 2 chồng già giờ đã mình nếu bỏ ra đi rồi chú chắc sống không nổi, giờ nhiều đêm chú cũng đuối lắm mà phải gá luôn. Vô đây bằng đêm vô đây có đêm mình ngủ được chút đỉnh, đêm có ngủ đâu, cũng về cũng phải đi làm, đứng không nổi cũng phải làm, ráng mà làm kiếm được đồng ra đồng vô mà lo cho bà. Bây giờ vô bệnh viện thì thuốc thang trong bệnh viện mà còn phải đóng tiền này tiền kia, thì hàng đêm mất mẹ nó 100 ngoài ngàn tiền viện phí rồi, rồi tiền thuốc rồi tiền băng rồi tiền bữa này kia nọ nó tính ra rồi ngày đêm mà mấy trăm ngàn đấy. Đâu trường hợp giữa hoàn cảnh của gia đình chúng ta thì cô được biết là nhờ một cái người hàng xóm, ban đầu khi mà cô phát bệnh là cô vẫn còn giấu gia đình, cô chưa cho các con biết đâu, thì sau này cô qua được cô hàng xóm thì cô mới chia sẻ là mình bị đau như thế này đau thế kia, và cái người hàng xóm này thì biết được cái trường hợp để gọi đến Thu Nguyên và Vũ Phút, từ đấy mình mới có cái cơ duyên mình đến đây để làm công hàng đầu. Thì lần đó mình cũng gửi cho công hàng khoản tiền, và sau này là bây giờ lần thứ hai tới thăm cô thì chắc gửi lại cho Thu Nguyên một khoản nữa, nhưng mà thật ra thì so với cái khoản mà sắp tới điều trị nó không bấm vào đâu cả, nên trong cái quá trình Thu Nguyên hỏi thì hỏi rất là nhiều về tiền bạc hay là cái chi phí, biết là mình không nên gợi lại cái câu chuyện buồn và những cái câu chuyện nó gây cảm xúc cho cô, nó không tốt cái thời điểm này vì người bệnh rồi người ta lo lắng rất là nhiều thứ, nào là chữa có khỏi hay không và tiền viện phí nữa. Chắc hẳn nếu mà cô chú anh chị ai mà đã từng có bệnh nhân đi khám và đã lâm vào cái hoàn cảnh giống vậy thì sẽ hiểu hơn Thu rất là nhiều. Trước mắt thì tụi con xin chia sẻ công việc của chú những câu đồng mạng, mong là sau khi công việc này được đăng tải thì sẽ nhận được nhiều sự đồng từ các mạnh thường quân, giúp cho con hoàn cái phần còn lại và con không cố chấp một điều gì cả. Các bạn sẽ là tùy duyên thôi đúng không? Con sẽ cố gắng hết sức. Thì bây giờ thì các bạn xin phép chú và cô thúc con về. Có gì là có thông tin mới thì con nên làm chú tới với con chú là 2 lần 3 đúng không? Cảm ơn hai người con. Hai con về giữ sức khỏe nha. Dạ. Ráng cố gắng mà để đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn
Thì cái đó là cái tấm lòng để là cho trong xã hội người ta nhìn thấy những người là quay như vậy mà có những người là chín chắn hơn hả, là những người đã làm để là được follow thì thôi. Thì vấn đề đó thì chú thì chỉ cầu chúc cho hai cháu gì thôi, gắng về giữ gìn sức khỏe, làm cho nó tốt cái nhiệm vụ của mình để cho xã hội nhìn thấy. Dạ. Đây cũng là cái mong muốn của tụi con và team GoFood khi mà làm kênh thiện nguyện cho con rất nhiều người. Tôi thì cũng chúc cho chú và cô thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ thì em xin tạm dừng hoàn cảnh ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Xin chào cả nhà.